Happy test day cho mọi người có khỏe không? Hôm nay là ngày thứ năm, Coffee Phi thương chúc cho mọi người có một ngày thứ năm thật là nhiều ăn vui và hạnh phúc mọi người nhé. Đáng lẽ hôm nay Coffee Phi không có chào bằng cái video clip đến mọi người, nhưng mà bạn của Coffee Phi nghe Coffee Phi chào riết rồi cũng quen và nói sao hôm nay không có thấy video clip của Coffee Phi chào. Thôi Coffee Phi lên đây chào mọi người, chúc cho mọi người luôn luôn được khỏe mạnh và bình an mọi người nhé. Mọi người biết không, Coffee Phi nghĩ trong cuộc sống này á, ai ai cũng cần những cái tình thương yêu cả, kể cả cha mẹ con cái, bất kể mối liên hệ nào mình cũng cần sự yêu thương. Nhưng mà yêu thương như thế nào? Không phải mình dâng hết tình yêu thương cho tất cả mọi người, không phải mình nghĩ mình dâng vật chất cho họ là họ hạnh phúc đâu. Tình yêu thương phải xuất phát từ tâm và cả những tâm hồn trong trẻo và lành lặn mọi người nhé. Yêu thương như thế nào mà người kia cảm thấy được hạnh phúc, chứ không phải là mình luôn luôn có điều kiện hoặc là mình luôn luôn ban nhiều vật.